chiều nay tại Kiên Giang, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9, thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên họp lần này, Hội đồng Dân tộc sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và quý 1 năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024 vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thẩm tra báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cùng các dự án luật như luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật địa chất và khoáng sản cùng một số nội dung khác. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Nie Kdam nhấn mạnh các nội dung thảo luận lần này là những vấn đề dự án luật cần thiết trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7 tới. Do vậy, Hội đồng Dân tộc mong muốn ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp chất lượng. Đối với tình hình kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và quý 1 năm nay, cơ bản các chính sách an sinh xã hội ở khu vực này được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 3,2%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Một số địa phương vùng dân tộc thiểu số có tốc độ tăng trưởng GDP cao như Bắc Giang, Hậu Giang, Ninh Thuận. Tuy nhiên, tình hình sản xuất, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, nhiều lao động dân tộc thiểu số thiếu việc làm, nhất là khu vực biên giới.